Đầu tiên đây là bộ loa đến từ hãng Onkyo, model là Onkyo V20X, bộ này rất là nổi tiếng nha. Nó sẽ bao gồm là một cái loa súp điện kim chức năng là âm ly và một cái cục giải mã, và tổng cộng là 5 loa con. Có đầy đủ dây luôn nha, và kèm theo khuyển học có thể chỉnh full chức năng của máy. Và với cái bộ control này thì nó sẽ là chức năng giải mã DAC, anh em đưa tín hiệu cộng quang vào và nó xử lý tín hiệu giải mã đa kênh, và nó sẽ đưa vào cái cục súp điện kim chức năng âm ly đưa vào 5 loa con. Bộ này thì âm thanh rất là quy lực nha. Bộ súp điện của nó là bát 20cm ốp đất, công suất lên tới là 82W nha. Và kích thước của loa trầm, chiều rộng của nó là 236mm, chiều sâu là 371mm và chiều cao là 394mm. Trọng lượng của loa trầm là 14,8kg. Và cái bộ này là nó được thiết kế là gỗ thật, và lo của nó là bằng màng loa bằng OMF, một vật liệu cao cấp thường được sử dụng trong những cái dòng loa của Onkyo nha. Loa màng trắng. Loa center nó sẽ bao gồm là hai loa bass 8cm và loa chép của nó là 2cm. Tất cả đều rất là đẹp, gỗ thật nha, không phải là dẫn si. Bộ này cho chất âm rất là quy lực, đầy đủ dây nối luôn nha. Và cái bốn loa con của nó là công suất 40W, cũng sử dụng là loa 8cm, chiều rộng là 100mm, chiều sâu 169mm và chiều cao 136mm, trọng lượng là 1kg một loa. Đầy đủ lưới cho 5 loa con nha. Onkyo V20XM đủ 5 loa, gỗ thật nha. Và để kết nối cái con này, tức là ta sẽ đưa 5 cái dây, 6 dây tín hiệu nha. Hai loa phong là hai loa surround center và sub nha, 6 dây. Ta sẽ nối vào 6 dây tín hiệu của cái bộ sub này và cái dây điều khiển subwoofer dây 3.5. Đó là cái dây nối control subwoofer control này. Rồi như vậy là đã xong kết nối vài phần dây loa, thì ta sẽ nối ra 5 cái loa con. Và đây thì ta sẽ kết nối cổng quang từ Smart TV xuống nè, và cổng analog từ đầu đĩa đưa vào. Rồi bộ này chất âm rất là hay nha. Bộ này thị trường bán còn với giá khá cao nha. Bộ này là thị trường là tầm khoảng là trên 5 triệu. Và hôm nay bộ này thì em sale giá cho anh em là 3.200.000. Giá không bao gồm phí vận chuyển và hoạt động tốt nha.